Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Có bác nào đang hát karaoke gặp những vấn đề như là mic bị rú rít, hát chưa được hay, chưa được bay không ạ? Thì các bác hãy tham khảo ngay cho em chiếc vang số trong clip ngày hôm nay ạ. Và trong clip ngày hôm nay, em Hải xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một dòng vang số phiên bản mới 2024 của nhà hãng DB Acoustic, model sản phẩm là Pro 02. Các bác nào đã trải nghiệm qua chất âm của những dòng vang như là S700 Plus hay là S690 Pro thì có thể là đây là một phân khúc nâng cấp của S700 Plus và S690 Pro các bác ạ. Và Echo Reverb chiếc vang số Pro 02 này rất là hay, hòa quyện rất là tuyệt vời. Thì tích hợp cho mình một chip Echo phiên bản mới DSP Analog Device 2142 là bản nâng cấp cũng như là ngang với phân khúc của 21571 các bác ạ. Thì thiết kế của chiếc vang số Pro 02 này là thiết kế mặt phay nhôm màu đen xám bóng, rất là sáng và đẹp. Tích hợp cho mình 3 cổng mic phía trước và 3 volume tinh chỉnh theo nó. Model Pro 02 và một control to để tinh chỉnh cái phần bên trong. Như là đây là chiếc vang số Pro 02 này có thể tinh chỉnh được bằng tay đến 99% các bác nhé. Đấy, kiểm soát nó bằng cách tinh chỉnh với các phím mic này, effect, music, stem, recall, gọi mode, set là lưu và tinh chỉnh phần main, out, sub, surround, M1, M2, M3 và kết hợp là control ở đây để tinh chỉnh trên phần mềm mềm trên màn hình này. Các bác có thể là nhìn rõ thông số kỹ thuật và một cổng RS232 để kết nối qua dây kết nối cắm lên máy tính để có thể chỉnh được phần mềm của chiếc vang số này. Và chỉnh phần mềm thì rất đơn giản thôi, em sẽ có một clip để hướng dẫn các bác cách tinh chỉnh phần mềm trên máy tính. Tem của nhà hãng DB Acoustic ạ. Và đặc biệt nhất là phiên bản Pro 02 này thì sử dụng là AutoVolt điện từ 90 cho tới là 260V các bác ạ. Thì cái này thì rất là hay, nếu các bác mà sử dụng ở các nước hoặc là trong nước mà sử dụng nguồn điện điện thấp thì cũng có thể là cắm sử dụng được, mà sử dụng điện nguồn cao dưới 260 cũng có thể sử dụng được. AutoVolt từ 90 cho tới 260 này. Một quạt gió làm mát bộ mạch và đường tín hiệu đầu vào sẽ có các cổng AUX1, AUX2, cổng quang optical và một cổng rec để livestream. Gồm 6 cổng output đường ra, 2 cổng Zephyr, 1 cổng center, 1 cổng sub và 2 cổng surround. Và tích hợp cho mình thêm 2 cổng mic phía sau nữa. Về tổng thể thì đầy đủ các tính năng, đúng không ạ? Các bác có thể gắn kết nối ở trên bộ dàn karaoke gia đình hoặc là kết nối ở trên những phòng KTV, phòng hát. Có thể là mang em này đi làm show sự kiện đám cưới cũng rất là ok. Có các cổng surround để cắm mixer cũng nhé. Ok, và bây giờ thì em sẽ test setup các chế độ và cũng như là test chất mic này, nhạc của chiếc vang số DB Pro 02 này. Và xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Thank you.
Vâng, các bác có thể nghe thấy là cô Mai hát trên con vang số này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nghe tiếng echo rất là mượt mà, reverb thì rất là sáng tiếng. Với phân khúc mà 5 triệu, 9, 6 triệu thì không có con nào trên thị trường ăn được em nó đâu các bác ạ. Và các bác